Chị Tư cái nào, chị Ba đâu nè, chị Út đâu? Chào mấy anh chị nha. À, chào. Chào mấy anh chị. Chào chị. À. Mấy. Đi 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 vô. Nhờ cơ hội này mấy em ơi, làm sao chị em gặp nhau được? Chị Ba rồi. Kính thưa quý vị thân mến, trước mặt chúng ta đây là cuộc đoàn tụ của hai gia đình, chị Nguyễn Thị Bích Thủy và gia đình của cô Nương. Sau khi mà Thành Nguyên đăng tải cái câu chuyện của chị Lê Thị Bích Thủy đi tìm người chú là Nguyễn Văn Vẹt trước là ở Cần Thơ, sau rồi mới chuyển về gần chùa Ba Trúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và để hiểu cái câu chuyện này ra làm sao thì Thành Nguyên sẽ mời quý vị lật lại cái câu chuyện mà chị Thủy đã đi tìm cái người chú của mình như thế nào nhé quý vị. Tên của chị là đầy đủ là Lê Thị Bích Thủy. À, Lê Thị Bích Thủy. À, chị Thủy sinh năm bao nhiêu đây? Chị Thủy sinh năm 1971. À, 1971. Rồi bây giờ là chị tìm ai đây ạ? Chị tìm chú Nguyễn Văn Vẹt. Chú là em ba đó hả? Chú là em ba Nguyễn Văn Vẹt. Nguyễn Văn Vẹt. Dạ, sinh năm bao nhiêu chị hả? Chú Nguyễn Văn Vẹt sinh năm bao nhiêu chị cũng không biết. Không nhớ à? Chị không có nhớ ngay tháng chủ, chị chưa được gặp chủ bao giờ hết. À, rồi cái câu chuyện đó như nào bây giờ chị chia sẻ cho em nghe nào. Câu chuyện là cái thời đấy ba cũng lâu lắm rồi, chị cũng không có biết, nhưng mà ba là người gốc rất là ở miền Tây mà về tập kết ra Bắc á, bộ đội tập kết ra Bắc là lại mẹ đã ở miền Trung, rồi bà cứ một lần hai lần cũng về ở trong miền Nam miền Tây để chơi, nhưng mà lại không có cho con cháu về theo. Rồi bà cũng không, khi mà bà chỉ cho một cái địa chỉ là ở Phụng Hiệp Cần Thơ. Sau này là bà nói là diệt chủng con bột là cả gia đình, bà nội mất, ông nội mất, bà nội mất, rồi là cả gia đình mới đi di chuyển về An Giang. Di chuyển về An Giang thì về ở đó gọi là Tri Tôn An Giang. À, rồi sau ba về cũng được mấy năm ở đó, rồi ba về lại ở Nghệ An. Rồi sinh sống ở Nghệ An mãi, không về. Rồi sau này ba mất đi á. Thì bây giờ gia đình mong muốn là tìm lại người thân là chủ của ba để đi lại bên đó. Để gia đình được gặp nhau, hai bên được gặp nhau đây, để con về thăm quê hương. Chú Vẹt này là hồi đó chị nghe ba kể có một người con gái tên là Nguyễn Thị Hóa. Con Nguyễn Thị Hóa ở cái chỗ mà hình đó là ba về, ba nói là ở chỗ đó là cái toàn là đồng ruộng núi mà gọi là bảy núi cái gì ở An Giang á. Không có ở Cần Thơ nữa. Nhưng mà ba về chuyển sang An Giang rồi, không có ở Cần Thơ nữa. Là chú về đó. Chú về đó là chú ở nơi cái chỗ mà đồng ruộng đó làm lụa có đồng ruộng có núi gọi là bảy núi, với gần một cái chùa đó là chùa diệt chủng môn bột gọi là chùa ba trúc ấy em. Chùa ba trúc. Hồi đó thì ông bà nội tên là gì, ba chị có kể lại cho chị nghe không? Ông nội Lê Văn Cứ. Yeah. Lê Văn Cứ. Yeah, yeah. Ba nội là Nguyễn Thị Ngân. Nôn nao trong người à? Có hồi hộp gì anh? Tóc gãy dựng đấy. Tóc gãy dựng lên hả? Đây bây giờ Thành Nguyên đang dẫn ba chị em của chị Bích Thủy đi vào nhà của mẹ cô Nương đấy quý vị. Mẹ của cô Nương đó là vợ của chú Vẹt. Mà trước đó chị Thủy lên đi tìm đó. Vùng này thì nó nằm ở dưới cái chân núi của huyện Tỉnh Biên, tỉnh An Giang. Ở đây có vẻ hẻo lánh nhỉ? Dạ. Ngay chân núi luôn. Đúng rồi. Toàn chân núi luôn. Toàn là đôi núi không à? Đó, đường đất. Chồng ngoài người ăn. Nhà thì ở cửa thật. Cái này lỡ mà giống như đêm hôm mà đau ốm hay là gì đó cái nhỉ? Chắc chết luôn. Cũng nguy hiểm nhỉ? Anh tên gì mà em quên rồi? Anh là Lê Hoàng Hùng. Anh Hùng ha? Dạ. Dạ.
Như vậy là anh Hùng là em ruột của chị ruột chị Thủy. Thủy. Dạ. Như vậy là đây là ba chị em ruột luôn. Dạ đúng rồi. À, ông Hải là có ba bốn người con. Dạ. Ba chị đâu chị Phường là giờ đứng ở ngoài quê. À vậy đó ha. Còn đây ba chị em đi vào đấy. Dạ dạ. Nhưng mà đi vào đây thì chắc cái vai vế như nào thì anh cũng nắm được rồi đúng không? Nắm được rồi. Ông này thì kiểu hồi bá về thì bá nói là ông Nguyễn Văn Vẹt, ông chủ. À. Chứ chỉ biết vậy thôi. Vâng. Thì chú rõ ràng là cái vai em rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Không biết là em nói có đúng không? Vì cái cuộc đoàn tụ này là 40 năm đúng không? Chắc là mức nữa đấy. Mức đó hả? À. Anh cũng không có nhớ chi tiết nữa. Không nhớ. Nhưng mà ăn áng vậy đúng không? Hồi ông về lần cuối cùng ra là mất hết đô là anh cũng đang còn nhỏ mà. Ừ. Anh cũng biết được nhá. Biết được. Mà anh năm nay nhiêu? Anh năm nay là 44 tuổi. À 44. Ờ, sinh năm 1980. Hồi anh bé thì chắc cũng gần 40 năm là cũng đúng rồi. Đúng rồi. Đâu cỡ khoảng có lẽ 5 6 tuổi gì đó. À. Là ông về quê lần ở đến như. À. Rồi chúng ta cũng chuẩn bị đến nơi đây. Thấy trong nhà nghe tiếng người đông đông này. Chào em, chào Thành Nguyên. Dạ chào các anh. Dạ. Chào cả nhà. Dạ dạ. Rồi. Anh nào chị Tư, anh nào chị Ba đâu, anh nào chị Út đâu? Chào chị nghe. Rồi, chào. Chào mấy anh chị. Chào chị. Mấy. Mừng khóc trời. Đi giống nhờ cơ hội này mấy em ơi, làm chị sao chị em gặp nhau được. Chị Ba rồi. Vậy này chị Tư hả? Vậy anh này nó. Thôi em mời anh Thành Nguyên vô. Dạ dạ dạ. Rồi. Cậu không mà lo làm không, có mấy chị này tiền được chứ. Thôi đồng đội anh ơi. Sáng giờ có mưa không anh chị? À, mà gặp nhau gái từ trên trời đổ mưa trời. Ông trời cũng khóc luôn này. Nhờ cho tin Thành Nguyên nên anh em gặp lại cũng vui mừng quá. Dạ. Đó, mẹ mẹ đây là bà Thím đấy ha. Con chào bà. Người ông già của anh hai đó ở hồi nãy ở tao giờ tao quên bị tao lớn tuổi tao nhớ lại chút ở Cần Thơ rồi sao bà mẹ mấy người Võ Thị Ngân mới về đây đó, vậy đó cháu tao nhớ ít là bây giờ cũng lớn tuổi quá rồi không có nhớ hết lâu dữ lắm rồi ba mấy bốn chục năm rồi con. Gặp cháu rồi đứng ngọng không biết nói gì hết. Con nhỏ này đang giống cha nó 100% đó. Mới dòm cái biết liền ha. Nhưng mà bà dòm chị mà sao bà dòm đi đâu vậy? Trời ơi, con mắt tao cũng thấy mà đầu tay tại tao ăn trầu nó nhiễu nhiễu chứ tao dòm nó khác chút mà được nó nhiễu lắm con. Đi với con. Con ơi, giống lắm. Mấy năm rồi mới được gặp chị. Trời ơi, cha mẹ nó mất hết trơn rồi. Con đằng này cũng còn mình ơn tao. Còn ai đó, có mấy người đây ha. Có nhiều. Để bây giờ chủ mất à thì. Ừ. Có nhiều mệt lắm. Một mình thì mệt. Có nhiều mệt, đứng lâu, đứng không có được lâu. Đâu có tao nằm giọng tối ngày à. Chú là con của ba Lê Hoàng Hải đó. Ừ. Mà con phải đi tìm cách đây 5 năm con về Cần Thơ tìm ba nhưng mà tìm không có được. Thì vừa rồi cũng cớ duyên là con gặp Thanh Nguyễn ở trên cánh của Thanh Nguyễn á. Ừ. Thì con cũng nhớ quá đến Thanh Nguyễn tìm hộ gia đình nhà mình. Ừ. À, thì bữa nay Thanh Nguyễn đưa ba chị em con đến tìm chị Thím. Thì cũng biết bây giờ cũng biết nói thế nào nữa tại mừng quá. Dạ, không biết rồi, nhớ thấy quá rồi. Không biết rồi chị. Cháu.
giờ trước mắt á thì em cũng xin thành thật là cũng biết ơn Thành Nguyên. Dạ. Sau nữa đó là mới tìm được cái thân nhân dòng họ. Thì từ ngày mà kể như mấy chị tôi năm nay là một người chị cả là 59, người chị Tư cũng 50 mấy rồi, chị em mới gặp lần đầu. Nó thì cũng rất là quý lắm, nó thiệt tưởng đâu là bên nội là kể như là không ai biết ai luôn rồi đó. Rồi chú bác, tại người bác năm đó có về một lần là ông về ngoại là ông nghỉ về đây luôn, là chết luôn. Rồi có người anh có đi tìm một lần, nhưng mà nó cái huyện huyện gì chị? Tỉnh gì? Tỉnh Nghệ An. Huyện gì? Huyện Kuông Tum. Anh đi ngang đó, anh rể đi ngang đó mà không biết, tại nó bự quá bự không biết đường tìm. Rồi về nói với ông già, nói bây giờ ba có nhờ con đi tìm đi kiếm bác, nhưng mà con không biết địa chỉ. Rồi vô mới hỏi anh chị này, nói không biết địa chỉ tìm kiếm không được. Nó thật sự rồi, có anh rể có đi ngang đó, nó cũng nhờ cái kinh Thành Nguyên này cũng rất là biết ơn nhiều, nói thiệt. Thì mai kia mốt nọ bà con cô bác nào trong nước ngoài nước ủng hộ cái kinh Thành Nguyên rất là nhiều, tôi rất là mang ơn, nói đó là bằng sự thật. Nó mừng dữ lắm, mừng ai cho tôi 5-10 triệu nghèo thiệt chứ không mừng bằng cái cảnh này. Anh em đoàn tụ nhau nói thiệt, mừng lắm, tưởng đâu hết gặp mặt rồi. Hồi xưa tôi có nghe là ông già tôi với bà nội tôi có nói là bên nội là ở Cần Thơ, rồi hồi đó cũng như nó chiến tranh nó giặc giả đó, bà nội mới kéo gốc về Ba Chúc này, nó là lời bà nội nói như vậy đó. Rồi bắt hai ông đi tập kết, ông già nói đi tập kết từ ngoài đó, là có về một lần á, là hai lần tôi còn nhỏ lúc đó không biết, về lần sau tôi biết, lần sau là bắt hai tôi có vô là ở Ly Chì Ba Chúc đóng xương đó, là ông về ngoài là biệt tích luôn đó, không có biết luôn tới giờ luôn. Kể như anh em tôi nói suốt đời là không ai gặp ai hết trơn rồi, biết đường đâu mà tìm mà kiếm cái cảnh bên đây toàn là cảnh nghèo đi dốt rất rộng, không biết chữ nghĩa gì hết trơn á. Cũng nhờ trước hết đây cũng nhờ cảm ơn Thành Nguyên, thì sau này anh với chị tôi nói thiệt đường xá xôi xui vô đây tìm chú bác thì quá quý rồi, nói thiệt. Là anh đây là giống người chú của anh hả? Sao? À, là giống bá. À, giống ba anh hả? À. Lúc đó tôi coi lên cái về, tôi đi dắt lúa về, dắt đó cũng 10 giờ, 10 giờ mấy. Vợ tôi nói ông Phương ơi, tôi báo ông tin mừng, hỏi gì? Chị tìm lên nhờ cái kinh Thành Nguyên tìm được dòng họ rồi. Tôi hỏi đâu, ông bắt cho tôi coi, thì tôi thấy là chị Tư với thằng Điệp đồ nè, là với Thành Nguyên là kể như trò chuyện nhau đó. Tôi coi kỹ nó quá trời, chị Tư giống ông bắt hai rồi, quá giống rồi. Đêm đó tôi ngủ không được, tôi trông cho mau tối mau sáng đặng mà tôi xin cái số điện thoại chị em để kết nối nhau để gọi. Là chị Tư bả nhìn nhận tôi là quá giống ông bắt ruột luôn. Nó về thì nói tên tuổi quê hương xứ sở thì đều đúng hết. Thiệt quá quý, thiệt cũng chúc mừng Thành Nguyên, nó thiệt lời nói của tôi là sự thật chứ không có nói là giả dối, nó thiệt quý lắm. Không có Thành Nguyên thì cách nói tình yêu thương này là không biết chừng nào chị em tôi gặp đó. Cả như tôi nói là rồi đó, chết hết rồi. Thời gian qua đó thì Thành Nguyên có đăng tải cái câu chuyện của chị Bích Thủy đi lên tìm người chú của mình. Thì sau khi mà Thành Nguyên đăng tải lên thì có anh Điệp trước đó cũng có lên kênh của Thành Nguyên để mà đi tìm người thân. Nhưng mà cá nhân của anh Điệp thì chưa tìm được, nhưng mà anh lại tìm được gia đình cho bên nhà mình và cho chị Thủy đây. Thì nghe bảo là anh Điệp cũng là bà con bên này luôn đúng không ạ? Dạ. Trùng hợp ngẫu nhiên nha. Cái duyên ông trời sắp đặt mà. Dạ. Tại vì lúc đó thì nghe ông Út kể, lúc đó nói thất lạc người anh mà của tao tao tìm chưa được nữa. Rồi mày sao mà tìm ra? Dạ. Đó, rồi mới biết lại là hỏi lại điện về ông già, hỏi ông già liền, hỏi ông già nói ông ba. Như ông Út ở trọng mới có lạc người anh hả ông ba? Ông ba ông nói có người đi gặp kích đâu ra ngoài Bắc ngoài á. Rồi mới xin số điện mà cũng không có, lúc đó không có ai chăng á. Rồi nhờ cái bữa sau mấy ngày sau điện lại nữa cái nữa. Rồi gặp có chú ba rồi xin cái số điện rồi mới điện cho mấy người này cho mà kiểu biết người Tết nó về mới cho mấy người này hay. Mà cái bữa đó cũng trời khiến gì á, cũng có chú ba qua ra liền. Bữa đó chú điện cái ông già có chú ba ra. Chú ba ông ra xin chú điện chú ba rồi mới cho cái clip của Thành Nguyên này qua mấy người này hết tất cả mấy người này dòm coi đúng không.
nói đúng chắc 100% rồi mới cho Thượng Nguyên hay, điện cho Thượng Nguyên hay. Chứ cũng không có biết được. Anh là cháu như thế nào? Cày á, bên như là kêu bằng tới bằng ông lận. Bằng ông lận. Dạ. Tại vì bà nội á, với bà ha, bà nội với bà này nè là có hai chị em ruột à. Có hai người thôi, hai người gái thôi. Đó. Có hai người thôi là trong đây là có biết ở lúc đó trước thì ông ở Liệt Trì. Sau thì mới ở trong đây ở. Như vậy là anh là cháu của thím đây. Cháu. À, cháu của thím chứ không phải là cháu của chú đúng không? Dạ. À, cháu của thím. Dạ. Em á là thứ bảy, là tên Nguyễn Văn Phương. Dạ. Đó, còn đây là bà chị thứ hai là tên Nương. Còn đây là bà Nguyễn Thị Tiết thứ tư. Còn đó là Nguyễn Thị Lẹ là thứ Út. Còn em trai tôi là Nguyễn Văn Nam. Còn đây là chị dâu thứ tám. Còn đó là vợ em là thứ bảy. Đó. Dạ. Yeah. Đây là chị Lê Thị Long. Và đây là chị Lê Thị Bích Thủy, tên ở ngoài quê hay gọi là chị Hiệp ấy. Dạ, con em là Lê Hoàng Hùng. Dạ. Thì người như vô đây thì rúng quả đi vì vui quá cho nên là cũng biết nói chí. Vì chỗ ông này nó rộng, ông bộ quá. Là thấy anh Bảy này giống ba của anh quá hả? Nói như vậy mà cũng xúc động lắm trời. Bây giờ chị cũng đã lên cái kinh Thường Nguyên và tìm được. Thì nói chung thì cũng cảm ơn gia đình Thường Nguyên đã nhận được, các anh chị cũng rất là vui mừng. Nói chung thì cũng nhờ trên cái kinh mạng xã hội Thường Nguyên rồi mới biết. À, cháu này nó coi rồi nó mới biết, chứ tụi chị cũng lo làm, không có cũng không có để ý nữa nên không biết. Nên là thay bữa nay là em là Út, em cũng thay mặt của gia đình cảm trước tiên là cảm ơn gia đình của Thành Nguyên. Và sau lại gặp anh chị trong gia đình mình nhìn nhận, với nhìn đã nhìn nhận ra là người quen nên cũng rất là vui mừng. Giờ không biết nói gì hơn. Thì trước tiên là cũng cảm ơn các anh chị đã tìm gia đình nhà em. Chứ giờ cũng không biết nói làm sao nữa, nói chung là vui mừng quá. Rồi vui mừng quá, cho đạp pháo tay. Dạ, chào pháo tay. Mừng quá thì mừng ha. Dạ, nói chung là mừng lắm, không biết nói gì hơn. Nói chung là thất lạc nay cũng mấy chục năm, mấy anh chị này đã người nào cũng 50-60 tuổi hết rồi. Rồi giờ mình mới được tìm được gia đình, mình cũng rất là hạnh phúc. Nói chung là như vậy. Cho em xin phép nói vài điều ha. Dạ. Em cũng không nghĩ rằng là cái cuộc đoàn tụ này nó đến sớm như vậy. Dạ. Cái lúc trước mà chị Thủy lên á, thậm chí chị còn chưa đưa đầy đủ cái thông tin cho Thánh Nguyên nữa. Dạ, chị còn bảo là có gì thì chị cung cấp thêm. Nhưng mà cái thời điểm đó thì Thánh Nguyên đăng lên, nhưng mà không nghĩ rằng là đã có anh Điệp là một cái người bà cháu trong gia đình. Và anh cũng có xem cái chương trình của Thánh Nguyên và anh đã bắt cái nhịp cầu đó. Thì hôm nay là hai gia đình được đoàn tụ, thật sự là Thành Nguyên cũng rất là bất ngờ về cái thông tin này quý vị. Và gia đình hai bên á, cái thông tin trùng khớp tới mức mà hai gia đình không cần phải xét nghiệm ADN nữa. Và ngày hôm nay thì cái cuộc đoàn tụ này cũng đã nói lên tất cả rồi. Thấy những giọt nước mắt của hai gia đình, thật sự là Thành Nguyên cũng rất là xúc động. Thì không biết phải nói sao, chúc cho hai gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và trong thời gian tới nữa thì chắc chắn là hai gia đình sẽ lui tới cũng rất là nhiều. Mặc dù là cái khoảng cách địa lý thì cũng khá là xa. Giống như là gia đình của chị Bích Thủy á, anh Hùng và chị Long ha. Là ở ngoài huyện Con Cuông, Nghệ An. Mà huyện Con Cuông đó cách thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An là tới 120 cây số lận. Đó, là cũng ở trên vùng cao đó. Rồi đi về thành phố Vinh rồi mới đi về An Giang, mà để đi về An Giang xong rồi đi về cái vùng của mình đây nữa là cũng khá xa. Nói chung là ở đây vùng sâu vùng xa nữa. Nên nó cũng hơi không thuận tiện hơn đường đi nữa. Không, nhưng mà anh Hùng có công nhận với em là bây giờ biết anh biết em rồi thì cái chuyện đó xa mấy thì xa, bây giờ nó cũng thành gần rồi đúng không? Rồi bây giờ thì em sẽ nhường cái mic lại cho gia đình hai bên trò chuyện ha. Rồi em chào chị nha, em là Út của gia đình, chào chị nha. Chào chị ba. Chào anh Út. Rồi bây giờ nói chung là anh em đã gặp mặt rồi. Bây giờ nói chung là mình cũng chú bác với nhau, mình không có nói gì hơn. Tại vì thí dụ như
Chị nhìn anh này có giống bác không? Rồi lúc đầu chị vào thì chị cũng nhìn thấy thấy trụ rộng bạc như đục luôn á. Càng nhìn nhưng mà anh Hùng á với anh Phương nhà em thì nhìn cũng giống nhau, chứ không nhau. Có khác. Tại cái, vì cái hình của chú ở trong chị cũng nhận ra. Yeah. Hình của ba ngày xưa là lúc ba về cũng có cái hình đấy, nhưng mà sau này rồi là kiểu nó lâu á. Yeah. Rồi cái hình nó mồm, nó không biết là để ba để ở chỗ nào, rồi chị em thì lúc đó cũng nhỏ, rồi không có cất giữ như hình như, như ta bây giờ đâu. Yeah. Nên giờ chị vào chị nhìn là chị nhận ra được hết ra. Yeah. Nói chung là cuộc cũng nhờ gia đình Hồng Nguyên nên chị em mình cũng được sum họp là cũng rất là mang ơn, cũng biết ơn, nên cũng nhờ Hoàng Nguyên sức chúc cho Hoàng Nguyên sức khỏe đặng mà làm nhiều cái chương trình khác để gặp những người thất lạc gia đình, đặng mà có nói dịp những gặp nhiều người giống như anh em mình để tìm lại người thân trong gia đình thì cũng rất là cảm ơn. Anh Hùng có nói gì không anh Hùng? Để cho anh Hùng nói đi. Đây là chị thứ năm nữa. Qua chị thứ ba năm đấy, qua. Nó cũng ở quả đấy, chứ là cũng không biết nói gì đâu, nhưng mà nó cảm thấy nó rất vui mà không biết nói gì. Giờ gặp lại được anh em nó vui lắm. Gia đình ngoài kia vào đấy thì cũng chẳng biết. Nó rội quá. Nhưng cũng cảm ơn là cánh của Thanh Nguyên là đã kết nối được gia đình hai bên, đã được gặp nhau. Chúc cho Thanh Nguyên là mẹ có nhiều sức khỏe để làm nhiều cái chương trình khác để gặp được nhiều người nữa hơn. Còn chỗ ông cụ này giọng như ông hai như đúc, cho nên là giọng như kiểu bán mình trọng lại. Rồi thì qua cái chương trình của Thanh Nguyễn thì gia đình nhà chị với gia đình bên nhà chủ thì cảm ơn cánh của Thanh Nguyễn rất là nhiều. Chúc Thanh Nguyễn và cộng đồng mạng mọi người một sức khỏe dồi dào, thành công và trong thành công trong cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều. Rồi có anh hai có nói gì không? Hai nói đi. Ở đây cô cũng chúc gia đình của Thanh Nguyễn dồi dào sức khỏe. Chúc cho cái cạnh cộng đồng mạng rồi để giúp đỡ mọi người khác, nhiều người hơn, gia đình của cô. Thôi giờ đó là đây, cô cũng chúc tất cả mọi em, mọi chị em, anh em, tất cả hết. Thì cũng nhờ là bên Thành Nguyên là mới tìm được là gia đình của cô như thế này. Vâng, quý vị nhận ra nhân vật đây là ai không ạ? Đây là cô nương mà lần trước Thành Nguyên có một cái cuộc đối chứng giữa cô và chị Bích Thủy đấy ạ. Thì cô chính là người con cả đúng không cô? Là người con cả. Ở trong này người là gọi là chị Hai ha. Dạ, chị Hai. Nhưng mà ở ngoài Bắc á, thì người ta gọi là con cả đấy. Dạ. Thì cô có đại diện gia đình lên để mà làm cuộc đối chứng thì cô khẳng định rằng là những cái thông tin mà chị Bích Thủy cung cấp á, là hoàn toàn đúng 100%, không có cần phải xét nghiệm ADN. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên có mặt ở đây, Thành Nguyên ghi nhận cái câu chuyện này. Đó thì Thành Nguyên thấy gần như là không có thiếu một thành viên nào nhỉ. Yeah. Những thành viên lớn tuổi ở trong nhà là không có thiếu ai đâu quý vị. Đấy. Thì cũng không biết phải nói sao, chúc cho gia đình mình thật là nhiều sức khỏe thôi. Dạ. Yeah. Nói chung là giờ gặp vui mừng quá. Yeah. Cũng không biết nói gì hơn. Tại vì anh em trong hồi nào giờ nói chung là chưa gặp mặt lần nào nên mình cũng bỡ ngỡ lắm. Mà vừa vui mà vừa bỡ ngỡ là do là mình hồi xưa giờ mình chưa có thấy được mặt anh chị mình, hoặc anh chị mình cũng chưa thấy mặt mình nên mình cũng hơi bỡ ngỡ mà mừng lắm. Nói chung là anh chị lên được cái kinh của Thành Nguyên nhờ cháu là nó điện cho hay, là nói chung cũng nôn nóng cho một ngày gần lại là mình gặp anh chị như thế nào. Nói chung là cũng rất là vui mừng. Thôi thì tụi chị cũng thay mặt gia đình cảm ơn gia đình Thành Nguyên lần nữa.
chúc gia đình Thành Nguyên dồi dào sức khỏe và cộng đồng mạng được coi cái clip này. Những anh chị nào có tìm thân nhân hoặc là người nào như gia đình của em thì cứ lên mạng của Thành Nguyên nặng mà gặp kết nối giống như mấy anh chị em ở đây rất là vui mừng. Đó, giờ nói chung là nói nhiều cũng không biết nói gì hơn. Giờ cũng xin chúc các anh chị dồi dào sức khỏe. Đây, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay gia đình hai bên đoàn tụ đây và đã có một cái bữa cơm rất là thân mật đấy quý vị thấy không? Đấy, bữa cơm quê thôi nhưng mà rất là ấm cúng luôn. Dùng dùng đi chạy, ngồi chính vô đi chạy, ngồi chính vô đi. Chị tư chính vô đi. Chị đi đốt cho nó bụi nó bay vào. Lấy nó đặc sản đây, đặc sản ở đây có cái món ruồi nha, nó hơi nhiều nha, nhưng mà không sao, vui, nha nha, rồi. Lấy còn cái này còn ba mươi đồng mà.